lại nhé. Rồi, như vậy trong cái phần đầu tiên là chúng ta đã ôn lại lý thuyết về các quy tắc đánh trọng âm có quy tắc chung, đúng không ạ? À, có quy tắc đánh theo phiên âm, và nếu như có hậu tố và đuôi thì các bạn phải túm lấy hậu tố và đuôi để chúng ta đánh trọng âm. Hậu tố và đuôi chia ra làm bốn quy tắc đó, cô đã ôn cho các bạn rất kỹ đầu giờ rồi nên sẽ áp dụng làm bài tập. Bạn có đuôi cutter, cutter ở đây là gì ạ? Đuôi TLE, thở không nhận trọng âm, cat nhận trọng âm, được chưa? Country có chữ y dài cũng nhận trọng âm, thì trọng âm dây tiếp thứ nhất là country, chưa ạ? Tiếp tục, kernel, kernel cái chữ a này này phát âm là ơ đó, chữ a này phát âm là ơ, kernel. Thì như vậy ơ này không nhận trọng âm thì rơi vào âm tiết thứ hai là nào, đúng không? Chưa nhiều bạn này gặp bạn đọc không đúng thì chúng ta sẽ đánh trọng âm không đúng, nên các bạn phải đến từ nào không biết chắn đọc thì còn phải tra lại, đúng không? Cơ nào cơ không nhận trọng âm thì âm tiết rơi vào âm tiết thứ hai. Cover dễ quá, đuôi er phát âm là er, không nhận trọng âm thì trọng âm rơi tiết thứ nhất là car, cover, đúng không ạ? Rơi chữ co o. Rồi đến đây thì các bạn thấy khác biệt là gì? Khác biệt là từ gì đen? Catcher, country, cover âm tiết thứ nhất chỉ có kernel, âm tiết thứ hai các bạn chọn cho cô âm tiết thứ hai, đúng chưa nào? Rồi money là danh từ, đúng không ạ? Chọn âm dây âm tiết thứ nhất, danh từ tính từ mà, chọn âm dây âm tiết thứ nhất. Bạn Giang và bạn Giang và bạn Sơn Tùng mở cam như thế nào? Machine danh từ, chọn âm dây âm tiết thứ mấy? Giang chọn âm dây âm tiết thứ mấy hả? Thứ hai. Machine chọn âm dây thứ hai, tại sao ạ? Bởi vì âm mơ, ơ không nhận trọng âm, đúng không ạ? Ơ không nhận trọng âm, ơ không nhận trọng âm thì rơi vào âm tiết thứ hai là sin. Cô sẽ bôi đậm chữ sin, đúng chưa? Trọng âm rơi thứ hai là sin. Many, à many y dài cũng nhận trọng âm, Dương Nhan âm tiết thứ nhất nhận trọng âm many là men, tức là các bạn phải nhận diện ra nó thuộc quy tắc nào. Mother thuộc quy tắc ơ, đúng không ạ? Phát âm ơ cũng nhận trọng âm, rơi vào âm tiết thứ nhất là ma. Vậy đến đây chúng ta có đáp án là gì các em? Money, many, mother trọng âm dây tiết thứ nhất, chỉ có machine âm tiết thứ hai, chúng ta chọn khác biệt. Được chưa ạ? Tiếp theo có từ borrow. Borrow đây là động từ, trọng âm dây âm tiết nào đây? Bạn Sơn Tùng nào? Borrow bình thường là động từ rơi vào âm tiết thứ hai, nhưng ở đây borrow của các bạn thì đây là trường hợp đặc biệt, âm bo, âm o, o là đuôi hai chấm có chữ o r mà, khi mà nó có chữ o mà đi kèm một âm r hoặc một cái âm nguyên âm đi cùng r thì rất nó hay phát âm là âm dài, thì o r là nguyên âm dài thì nó rơi vào trường hợp là gì? Nguyên âm dài, nguyên âm đôi đấy thì nhận trọng âm, như vậy chúng ta có chữ bo nhận trọng âm đấy nha, nhớ cho cô nha. Chứ nếu bạn nào chỗ này mà áp dụng quy tắc động từ rơi thứ hai thì lại đánh vào chữ râu thì lại sai. Đó, cái này nó rơi trường hợp loại trừ, bởi vì là gì? Âm o là âm hai chấm là âm o dài. Agree, âm ơ ở đầu bạn nhìn này, about này, agree này, các cái từ có ơ thì ơ ở đầu không bao giờ nhận trọng âm, thường là như thế. Thì chúng ta sẽ rơi vào âm tiết thứ hai, agree. Đó, vì ơ bản thân nó cũng không có nghĩa đâu, đúng không? Nó chỉ là âm tiết đầu tiên, about thì âm ao nhận trọng âm là bao, đúng không? Ago, âm ô nhận trọng âm là go. Agree cũng thế, thì agree này là nhận trọng âm, ơ không nhận trọng âm. Always là cũng thế, đúng không? Trọng âm dây tiết thứ hai. Prepare là động từ trọng âm dây tiết thứ hai. Như vậy ở đây các bạn có gì? Agree, always, prepare âm tiết thứ hai. Duy nhất borrow âm tiết thứ nhất, các bạn chọn different is borrow. Được chưa nào? Rồi từ paper dễ rồi, có đuôi er là đuôi ơ, đúng không? Ơ không nhận trọng âm, quy về quy tắc, đúng không? Ơ và ô không nhận trọng âm mà các bạn lại gióng lên từ trong vào, các bạn cứ gióng vào, các làm chưa quen, đúng không? Có âm ơ không nhận trọng âm đây, ơ không nhận trọng âm thì suy ra ở đây cái từ paper của các bạn ơ r, ơ không nhận trọng âm rơi vào chữ pay, đồng thời nó là danh từ thì trọng âm rơi vào tiết thứ nhất. Tonight, tonight, đúng không? Tonight trọng âm rơi vào âm tiết nào đây? Các bạn đọc lên các bạn có thấy âm ơ không ạ? Đúng không? Tonight là âm ơ ở đầu,
Thì trọng âm thế nào đây Sơn Tùng? Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai ạ. Đúng rồi. Trơn ai trọng âm tiết thứ hai. Đó. Đúng chưa? Tiếp tục. Lecture. Lecture. Lecture đây là danh từ. Danh từ thì trọng âm dương tiết nào ở Dương Giang? Âm tiết thứ nhất ạ. Đúng rồi, dương tiết thứ nhất. Story y dài trọng âm dương tiết nào Sơn Tùng? Story y dài trọng âm dương tiết nào? Rơi vào store. Đúng rồi, đúng không? Y không nhận trọng âm mà y dài không nhận trọng âm thì chúng ta rơi vào âm store, thấy chưa? Chúng ta cứ nhiều lần thì chúng ta sẽ nhớ ra các cái nguyên tắc của nó cũng học đi lặp lại, đuôi y dài, đuôi ơ, đúng không ạ? À, đuôi nguyên âm, nguyên âm đôi, nguyên âm dài thì nhận trọng âm, y dài cũng nhận trọng âm, đúng không? Ơ, âu cũng ơ, rr, or cũng nhận trọng âm. Thế vậy đến đây chúng ta có là gì? Paper thứ nhất, lecture thứ nhất, story thứ nhất chỉ có chân này. Tiếp thứ hai thì ta chọn different. Rồi, các bạn làm cho cô 10 câu tiếp theo nhé. Các bạn chữa xong câu này chưa ạ? Xong thì ta chuyển sang mấy câu tiếp. Âm tiết thứ hai. Đúng rồi. Ơ Fred, ơ không phải trọng âm, rơi vào âm thứ hai là Fred. Rồi, it's okay, rất tốt. Come next. Đây là âm tiết thứ nhất ạ. Đúng rồi, vì danh từ mà thì trọng âm rơi tiết thứ nhất. Thế chưa nào? Như vậy đấy chúng ta có money, army, people, danh tiết âm tiết thứ nhất, chỉ có afraid âm tiết thứ hai thì ta chọn afraid. Rồi come next, Hương Giang nào, enjoy. Enjoy chọn âm rơi vào đâu đây em? Enjoy là động từ đấy, đúng không ạ? Enjoy là động từ chọn âm rơi tiết nào? Hương Giang. Enjoy. Enjoy vào tiết thứ hai ạ. Đúng rồi. Danh từ tính từ âm tiết thứ nhất, động từ danh tiết thứ hai, đúng không? Mình không thấy nó có ơ, không thấy có âu. Quay về quy tắc chung thôi. Doctor có đuôi r mà âm chữ hai âm tiết. Doctor âm ơ không nhận trọng âm thì rơi âm tiết thứ nhất là gì? Hương Giang. Câu B là rơi vào âm thứ nhất ạ. Đúng rồi. Provide. Provide thì trọng âm rơi vào đâu đây? Provide đây là gì, là động từ, đúng không ạ? Provide không có âm không có provide là động từ thì đây các bạn phải rơi vào âm tiết gì? Vào thứ hai. Rồi âm tiết thứ hai mà hơn nữa là gì, giữa pro và vai thì vai là có nguyên âm đôi vai mà ai mà chúng ta sẽ phải chọn âm vai, trọng âm. Đi sai cũng thế, cái đi thì là tiền tố không nhận trọng âm thì rơi vào âm tiết thứ hai, đúng không ạ? À, đây là cô chưa kỹ cho các bạn, nhưng trong trường hợp làm đề thi thường thì chúng ta làm đến câu thứ ba chúng ta có kết quả rồi, vì câu thứ ba một là sẽ ba câu cùng nhau, ba câu giống như nhau thì câu cuối cùng còn lại sẽ là câu khác biệt, còn lại có ba câu thì có xuất hiện một câu khác thì đương nhiên đấy là câu đáp án luôn rồi, đúng không? Ví dụ ở đây các bạn có enjoy âm tiết thứ hai, doctor thứ nhất, provide thứ hai, như vậy provide và enjoy giống nhau rồi thì suy ra doctor sẽ là khác biệt luôn, đúng không ạ? Vậy chúng ta mới check lần hai, trong trường hợp doctor khác biệt thì beside phải cùng với lại c và a, thì có nghĩa là cùng âm tiết thứ hai và trọng âm đánh là âm tiết thứ hai, thì mình soi lại xem nếu đi sai đúng là trọng âm dương tiết thứ hai thì câu đáp án đó trầu của mình là đúng, đúng không? Vì ba câu phải giống nhau thì đó thì đó trầu của mình mới là câu khác, đúng chưa nào? Rồi đã chữa xong rồi ạ. Câu 13 tiếp tục Sơn Tùng này, có begin. Begin đây là gì? Động từ. Động từ nên giờ là âm tiết thứ hai. Động tiết thứ hai đúng không ạ? Và câu B là past time là danh từ, mà danh từ này là danh từ ghép thì vẫn như danh từ rơi vào tiết thứ nhất là past, danh từ mà chọn âm rơi tiết thứ nhất. Finish động từ, finish rơi vào âm tiết thứ hai. Đúng rồi, như vậy rơi vào tiết thứ hai là finish thì đây, đến đây là các bạn có đáp án luôn, đúng không ạ? Có ba câu thì bao giờ cũng có câu gì khác luôn rồi. Past time, begin và finish thứ hai, past time thứ nhất, như vậy chúng ta chọn past time. Trong trường hợp past time mà đúng thì summer của các bạn phải giống như finish, phải giống như begin là âm tiết thứ hai.
Thế để bạn xem nào, summer có đúng là âm tiết thứ hai không? Nó có. Đúng không ạ? Nhưng mà các bạn để ý cho cô nha. Summer thì có đuôi ơ đấy. Đuôi ơ không nhận trọng âm. Đúng không ạ? Đuôi ơ không nhận trọng âm thì đương nhiên summer phải là âm tiết thứ nhất. Đó, như vậy đấy các bạn bắt đầu các bạn thấy là phải xem lại. Xem một trong những câu của các bạn còn lại là câu chưa đúng, đúng không ạ? Như vậy summer thứ nhất rồi, past time thứ nhất rồi. Như vậy các bạn xem cho cô từ lại từ finish. Rồi, finish của các bạn phải là thứ thứ gì? Finish của các bạn mặc dù là gì ạ? Động từ, bình thường nó rơi viết thứ hai, nhưng ở đây cả hai đều là nguyên âm đơn, đúng không? Nó rơi trợ vơi và quy tắc ba nhỏ trong trường hợp là phát âm là tất cả các nguyên âm trong từ đều là nguyên âm đơn thì trọng âm sẽ rơi viết thứ nhất, thì đây nó rơi vào chữ phi. Đó, tới khi mà mình check lại mình cảm thấy nó không đúng vì summer của các bạn là phải là âm ơ không nhận trọng âm thì rơi âm viết thứ nhất cơ, đúng không? Vậy finish phải là âm viết thứ nhất bởi vì finish này có hai nguyên âm đơn. Như vậy chúng ta có finish, summer, past time thứ nhất rồi thì chúng ta có từ khác biệt đây là gì, lại là be. Đó, cho nên khi chúng ta kiểm tra hai lần thì chúng ta sẽ tìm ra câu được của mình đúng chắc chắn hay không. Chúng ta chọn be. Đó, các bạn chịu kỹ bài cho cô nhé. Tiếp tục các bạn sang tiếp theo, reply. Reply của các bạn này thì ở đây mặc dù các bạn nhìn thấy y dài tưởng nó không nhìn rõ nhưng không phải, ở đây nó có reply lại rơi vào tiền tố thì đương nhiên tiền tố này không nhìn trọng âm mà reply lại là âm. Cái phiên âm của y dài này nó phiên âm là chữ a và chữ y cơ, reply mà, thì nó không phải là tận cùng là chữ y ngắn mà nó là tận cùng của nó là a y là nguyên âm đôi, cho nên chúng ta sẽ chọn nguyên âm đôi là nhận trọng âm theo quy tắc hai nhỏ trong quy tắc phiên âm của cô, đúng không? Các bạn nhìn xem lại bên trên này đây, nếu từ có hai âm à đây câu hai nhỏ đấy, trọng âm rơi vào nguyên âm đôi. Đấy, đôi là A, là I, là O, đúng không ạ? Nguyên âm dài, I hai chấm, U hai chấm, hoặc nguyên âm cuối kết thúc âm một phụ âm. Thì đây có nó soi và nó áp dụng đúng quy tắc là nguyên âm gì? Nguyên âm đôi, reply có âm I, nguyên âm đôi nhận trọng âm. Thì chúng ta đẩy xuống đây. Like nhận trọng âm, được chưa nhỉ? Appear, âm ơ ở đầu không nhận trọng âm, giống ago, about, đúng không? Thì đây appear, appear nhận trọng âm. Offer, O-R, E-R, không nhận trọng âm, giờ off. Tiếp thứ nhất, support. Support đây trọng âm giờ tiếp nào đấy ạ? Support là động từ. Đúng chưa? Support là động từ mà có âm ơ, các bạn đọc lên là support. Thì âm ơ này này. Cái này thực ra học quy tắc không mà các bạn không làm bài thì không thể nhớ được. Bởi vì mỗi một từ các bạn phải đọc đúng, các hình dung ra cách phát phiên âm của nó. Support thì âm ơ này là không nhận trọng âm thì trọng âm đơn viết thứ hai là port. Được chưa nào? Như vậy đây chúng ta có gì? Support, appear, reply, âm viết thứ hai. Chúng ta sẽ chọn offer khác biệt âm viết thứ nhất. Rồi xong, các bạn chuyển sang câu thứ hai. Profit, profit đây là danh từ, đúng không ạ? Danh từ trọng âm dêm viết thứ nhất luôn, nó không có âm ơ, không có âm âu, không có nguyên âm đôi gì cả, không có dài thì ta rơi vào âm tiết theo quy tắc chung. Comfort, comfort âm ơ là khâm rồi, fort gọi rơi vào âm tiết thứ hai. Apply vừa làm xong, âm ơ không nhận trọng âm rơi vào âm thứ hai, apply. Chưa nhỉ? Và từ suggest. Suggest này là gì ạ? Là động từ, đúng không ạ? Động từ thì các bạn có âm tiết là rơi tiết thứ hai, mà hơn nữa suggest thì có âm ơ vừa bên trên cũng như support. Suggest các bạn để ý cái s i u nhá, đọc là ơ đúng không ạ? Thì ơ không nhận trọng âm, rơi tiết thứ hai là guess. Vậy đây các bạn có apply, suggest, comfort âm tiết thứ hai, profit thứ nhất, chọn profit. Chưa ạ? Câu 16 là bạn Hương Giang làm cho cô nào. Hương Giang làm nào đây?
Rồi, direct. Direct của các bạn là gì ạ? Direct. Y này, y nhỏ này này thì phải phiên âm là chữ AI là direct, đúng không? Là direct. Ở đây là tính từ. Đúng không? Direct ở đây là tính từ. Có một số phiên âm thì các bạn sẽ đọc như là direct vậy. Phiên âm Anh người ta đọc là direct. Thì cái y này người ta sẽ phiên âm là chữ ơ. Thì trọng âm rơi vào tiết thứ mấy hả Giang? Phần Giang nào? Rơi vào âm tiết thứ hai ạ. Đúng rồi. Thế cô là rơi vào âm tiết thứ hai. Mọi người cứ làm đi, làm sai thì mình lại càng dễ nhớ. Chứ còn đúng không? Idea, đúng không? Thì đương nhiên đấy là nhìn thấy bia là hai nguyên âm đơn đứng gần nhau rồi, thì đây chữ bia rồi. Đúng không ạ? Tiền tố không nhìn trọng âm, suppose, ơ. Ở đầu không nhìn trọng âm thì rơi vào chữ gì đây Giang? Suppose. Rơi vào âm tiết thứ ba, à thứ nhất, thứ đây này. Hai. Các bạn đã thấy có đáp án luôn rồi. Direct, idea, suppose. Chắc là đấy ạ. Đúng rồi, finger. Finger thì phải là âm tiết gì khác biệt. Tại sao lại là khác biệt? Nếu như chúng ta sử dụng phương pháp loại trừ direct, idea, support, tất cả đều là nguyên âm tiết thứ hai thì chữ finger phải thứ nhất. Đúng không? Phải là khác biệt. Rồi, tại sao nó là khác biệt? Thì bây giờ mình mới xem là đúng nó có phải là khác biệt hay không? Chắc câu mình có đúng hay không? Finger trọng âm rơi vào tiết thứ mấy em? Âm thứ cô finger rơi vào âm tiết thứ nhất ạ. Đúng rồi. Finger đúng không? Có ơ mà u r e chỗ này người ta phiên âm là chữ ơ thì đúng không? Finger ơ không nhận trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất là phi. Rồi đến đây thì đúng là quay lại chắc d là khác biệt là đúng đúng không? Được chưa? Có chữa bài cho cô. Rồi tiếp theo, các bạn làm cho cô nốt đến câu 20 nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ nghỉ ra chơi một lúc. Revise, bạn Sơn Tùng nè. Revise đây là gì ạ? Là động từ đúng không ạ? Có tiền tố vi không nhận trọng âm thì suy ra gì? Vai là nguyên âm đôi đấy, AI mà. Thì chúng ta nhận trọng âm là gì? Là vai. Âm tiết thứ hai. Tiếp tục đi ơ mau có ơ này Tùng này. Trọng âm rơi vào đâu? Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Đúng rồi. Đó. Tiếp tục content. Content có mơ đó, thân mà. Thần trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất ạ. Thân mà, content thì thân không nhận trọng âm bởi vì nó là âm ơ mà. Đúng không? Tức là âm ơ không nhận trọng âm là khi nó phiên âm ra thì cái chữ o này phát âm là content. Thì trọng âm rơi vào tiết nào? Âm tiết thứ hai. Đúng rồi. Âm tiết thứ hai. Thì nó là phát âm của chữ O, N này phát âm là K. Chữ C phát âm là K, K. O là ơ, đúng không? Content, trọng âm rơi vào tiết thứ hai. Cân không nhận trọng âm. Tiếp tục, besides. Đúng không? Trọng âm rơi vào tiết thứ hai. Vì đi là tiền tố không nhận trọng âm rơi vào tiết thứ hai. Besides. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có revise, content, design âm tiết thứ hai. Như đây chúng ta thấy là gì? Toàn bộ thứ hai. Như vậy có một câu chúng ta phải xem lại. Rồi, design của các bạn là trọng âm rơi vào tiết nào đây? Design tiết thứ hai rồi này, content thứ hai, revise. Revise cũng là âm tiết thứ hai rồi. Đấy, amount là chắc là cũng là âm tiết thứ hai chứ đúng không? Như vậy đây cái câu này là người ta chọn 4 câu giống nhau, chúng ta cứ để lại câu 7 nhé, đúng không ạ? 4 câu giống nhau hết, đúng không? Không có đáp án khác ở đây cả. Nó chỉ cho một cách luyện tập đánh trọng âm thôi. Có khi người ta đã vẫn tổng hợp vào cái bài này. Đúng không ạ? Chúng ta biết chắc là không có câu rồi vì toàn là phần ơ thôi. Được chưa ạ? Câu 18 nào. Standard. Đúng không ạ? Standard. Và xem là nhận diện quy tắc ạ.
đúng không, xem nó quy tắc nào, đúng không? Standard thì âm ir đây phát âm là âm ơ, trợt là ơ, âm standard ơ có nghĩa trọng âm thì rơi về stand. Happen, phần là âm ơ có nghĩa trọng âm rơi về chữ hap, đúng không? Nếu như bạn nào mà áp dụng quy tắc chung là động từ happen để trọng âm rơi với thứ hai thì chỗ này lại sai, nó phải áp dụng quy tắc ngoại lệ vì nó có chữ ơ rồi, thì happen thì trọng âm ơ có nghĩa trọng âm rơi về chữ hap. Handsome là danh từ, à, handsome đúng không ạ? Handsome là tính từ, sorry, đúng không? Handsome là tính từ trọng âm rơi vào đâu ạ? Bình thường danh từ tính từ trọng âm rơi với thứ nhất đúng không ạ? Đúng không? Đó thì cái này vẫn là tính từ thôi, tính từ ghép cũng như tính từ thì trọng âm rơi với tính nhất, quy tắc chung. Destroy, phá hủy, destroy với y cũng như trọng âm rơi vào tiết đầu tiên. This. Rồi nhưng mà đến đây gọi có đáp án là gì? Stand up, happen, handsome. Đấy. À, sorry. Cái destroy, sorry, cái destroy này là mà mặc dù nó có y dài các bạn ơi, destroy là đi là tiền tố. Tiền tố đi là không nhận trọng âm. Trong này chúng ta phải áp dụng quy tắc ngoại lệ là tiền tố không nhận trọng âm bao giờ cả. Thì chúng ta rơi với thứ hai là choice. Đó thì chúng ta sẽ có đáp án khác biệt. Đó là từ destroy. Được chưa? Đấy, câu 19 các bạn suy nghĩ cho cô. Câu 19 có rất nhiều từ ơ nhé các bạn nhé. Rất dễ rồi đúng không? Và cách làm của các bạn là cứ cái nào mà dễ nhìn nhất thì các bạn làm trước. Nào Sơn Tùng nào, about trọng âm rơi tiết nào? Dạ, rơi vào âm tiết thứ hai ạ. Rồi, around. Dạ, rơi vào âm tiết thứ hai nữa. Cứ dễ nhận diện mình nói âm ơ này, under, âm tiết thứ mấy? Dạ, âm tiết thứ nhất ạ. Đúng rồi, như vậy đến đây chúng ta đã có đáp án rồi đúng không ạ? Dạ. About, around giống nhau, under khác nhau, như vậy under khác. Thì trong này nó chỉ có một từ khác, trong trường hợp under khác thì between nó phải giống với lại around, about là âm từ thứ hai. Mình soi lại xem có đúng between là âm tiết thứ hai theo như cách mình suy luận không? À đúng quá, vì nó có hai gì? Nó cho chị em sinh đôi đi này, đúng không ạ? Thì bản thân nó sẽ nhận trọng âm. Chị em sinh đôi, có cái hậu tố nhận trọng âm là chị em sinh đôi, between thì quá đúng, đúng không? Under là khác biệt. Rồi câu 20 này, bạn suy nghĩ và làm cho cô nè. Enjoy, chúng ta lại gặp cái từ enjoy vừa làm ở bên trên sau. Đúng không ạ? Enjoy, bạn nhớ cái chữ in này người ta tính. Enjoy vừa là động từ, đúng không ạ? Động từ thôi. Động âm đến thứ hai, science, các môn học đây này. Khoa học. Science có hai âm tiết, science và in. Đúng không ạ? Thì đuôi in này là ơ rồi. Ơ cũng nhận trọng âm. Sudden, sudden. Đền hay là tịch này, sudden, đúng không? Đền ở đây là một âm gọi như là âm đền là d n thì là cái âm mà nó âm hơi rồi thì chúng ta không nhận trọng âm rồi, đúng không? Chúng ta rơi âm sudden. Rồi là nốt cho cô bài này nào, bạn Giang nào, no need cho con rơi vào đâu đây? Cô. No need, no need ở đây là danh từ đúng không ạ? Đúng không? Có đuôi đuôi D, G, E là đuôi danh từ. Trọng âm rơi tiết nào? Đây là âm tiết thứ nhất ạ. Đúng rồi. Danh từ cái thứ nhất. Enjoy. In là joy là động từ. Đúng không? Enjoy động từ mà. Động từ tượng trọng âm rơi tiết thứ hai. Danh từ tính từ trọng âm rơi tiết thứ nhất. Động từ rơi tiết thứ hai. Các bạn học rồi. Quy tắc chung. Science. Đúng không? Science thì cái in này chẳng có gì để đánh trọng âm cả. Đúng không? Vậy có sai. Trọng âm rơi tiết thứ nhất. Nhưng mà đến đây các bạn đã có thể có đáp án rồi. No need science là âm tiết thứ nhất, suy ra enjoy là âm tiết khác biệt vì âm tiết thứ hai. Trong trường hợp enjoy mà đúng thì suy ra sudden phải giống với C và A. Thì sudden giống với C và A không? Có, đúng không? Đây đừng không ân, ân không nhận trọng âm rồi.
Nó sudden thôi. Âm A nhấn trọng âm. Như vậy chúng ta sẽ có đáp án câu này chắc chắn đúng. Kiểm tra cả hai lần luôn đúng không? Một phải loại trừ hai là gì? Check ngược lại. Được chưa ạ? Rồi chúng ta nghỉ giải lao một chút nhé. 11 giờ chúng ta vào tiếp. Để chúng ta chữa cái đề cầu giấy. Đầu giờ hôm nay là chúng ta đã làm hết. Ôn thêm 20 câu. Ôn lại cho cô lý thuyết phần trọng âm rồi. Quy tắc chung, quy tắc ngoại lệ. Đánh theo phiên âm. Ơ, âu không nhận trọng âm. Trong trường hợp có cả ơ và âu thì âu nhận trọng âm. Đúng không? Hai nhỏ là trọng âm rơi vào âm đôi. Âm dài hoặc ngôn âm cuối kết thúc hơn một phụ âm. Ba nhỏ là từ nguyên âm ngắn hết thì trọng âm rơi vào tiết đầu. Trọng âm căn cứ vào hậu tố và đuôi. Thì có bốn cái. Hậu tố nào nhận trọng âm? Hậu tố nào dịch chuyển liền trước nó? Hậu tố nào dịch chuyển ba âm tiết? Hậu tố nào không ảnh hưởng đến trọng âm? Đó, chúng ta đã làm bài tập rồi. Chưa nào? Rồi, it's ok. Rồi chúng ta nghỉ giải lao nhé. Trước khi chúng ta làm bài chữa đề. Rồi, dưới dạng đề thi vào cầu giấy như này. Đây, đề thi vào trường chất lượng cao trung học cơ sở cầu giấy. Thời gian 40 phút, các bạn gặp ngay câu đầu tiên có đuôi y rồi. Vừa học câu y xong, đúng không ạ? Đấy, các bạn nào nói lại cho cô quy tắc. Rồi, chúng ta đã xong cái phần y dài rồi đúng không? Phần phát âm khác với từ còn lại. Y dài thì ta geology phát âm y dài, y ngắn. Ecology y ngắn. Photography y ngắn, chỉ có classify y dài phát âm là i, cho nên chúng ta chọn c. Tiếp tục sang phần ed. Ed có mấy cách phát âm? Ba cách phát âm cô vừa nói rồi. Và đây chúng ta nhìn nhận này, từ talk có tận cùng là chữ khò, chữ ca thì nó thuộc về thôi không phì phò sao sẽ chết đúng không? Không là khò, phụ âm vô thanh. Vô thanh xin Tùng nhìn vào cái phần cô vừa cho ghi. Vô thanh thì ed phát âm là gì Sơn Tùng? Phụ âm vô thanh đấy, mở mic lên. Phát âm là ed. Thật không? Ed mà phát âm là gì khi từ tận cùng của cái từ đấy là phụ âm vô thanh? Nhìn vào xem nào. Lúc em ghi nào? Em là t ạ. Ừ, phát âm ed. Đúng không? Thì ed này phải phát âm là t, là thò. Thực ra các bạn nhớ theo quy tắc cho cô này. Khi nó là tận cùng nó là phụ âm vô thanh thì nó phát âm vô thanh. Vô thanh ở đây chính là vì nó không âm thanh nhưng chẳng qua cô đọc lên t để cho các bạn dễ viết thôi. Thế thực ra nó phát âm là gì? Talked. Phát âm vô thanh. Đúng không? Đó, cho nên là tận cùng là chữ khờ. Vô thanh thì nó sẽ phát âm vào vô thanh là thật. Tiếp tục pass là gì đây? À đúng, trong phụ âm vô thanh là sẽ chết thì đây là sc, đây là sẽ. Đúng chưa? Thì sẽ tận cùng phát âm là gì đây? Sơn Tùng, sc này thì chị ed sẽ phát âm là t ạ. Đúng rồi, là t, là thật. Được chưa? Tiếp tục l, die là. Thì chữ l này là gì? Hữu thanh hay vô thanh? Không thuộc vô thanh, không thuộc thôi không phì phò, không thuộc t và d thì nó sẽ thuộc trường hợp còn lại. Còn lại thì phát âm chữ ed là gì? Là D. Rồi tiếp tục stop it. Stopped. P này là phụ âm gì? Thôi không phì phò. Đây là phò đây. Phụ âm vô thanh. Vô thanh lại tiếp tục phát âm là là T. Sơn Tùng hiểu chưa nào? Rồi ạ. Mình căn cứ vào cái từ cuối của cái tận cùng, cái từ mà mình phải thêm ed đó, thì xem nó là cái gì thì mình sẽ căn cứ vào đó phát âm ed. Duy nhất trong tiếng Anh nó chỉ có phát âm chữ sc và ed là có ba cách phát âm mà căn cứ vào từ đuôi của cái từ mà nó thêm vào đó. Thì các bạn phải học thuộc cái tắc này thôi, không cách nào khác. Như vậy đây các bạn có luôn đáp án khác biệt là gì? Là died, c, tất cả đều là thật. Còn mỗi cái died là đờ thôi. Được chưa nào? Đấy, các bạn chữa vào đi ạ. Rồi, chúng ta đã xong bài 1 là phần bài thì phát âm khác các từ còn lại. Chúng ta sang bài 2 là phần đánh trọng âm. Bài này chúng ta đã tuân theo các quy tắc nhận diện, các quy tắc trước, sau đó chúng ta sẽ làm cách làm để chúng ta chọn những từ mà dễ nhận diện nhất chúng ta làm trước. Ví dụ bamboo, các bạn nhìn đấy mặc dù không biết nghe nghĩa đúng không ạ, nhưng mà các bạn sẽ làm gì ạ? Nhìn vào hai cái chị em sinh đôi ở đây đúng không, hai cho o thì là nhận trọng âm đúng không các bạn? Như vậy bamboo các bạn nhận trọng âm tiết thứ hai. Cái trên nào, forget là động từ rơi đến tiết thứ hai, disturb bảo tồn duy trì cũng là động từ rơi đến tiết thứ hai. Đến đây trong trường hợp này các bạn tìm ra đáp án chưa? A, B, C giống nhau thì trường hợp D phải là khác biệt đúng không? Như vậy chúng ta cứ dừng ở đây đã. À, trong trường hợp D mà đúng là khác biệt thì chúng ta nhìn xem chắc chắn nó phải là âm tiết thứ nhất. Chúng ta xem nó có phải âm tiết thứ nhất không, đúng không ạ? Channel, âm N này người ta phát âm là chữ E, N và
L thì không thể đánh trọng âm ở cái chữ đuôi này được. Channel thì thế thôi. Như vậy ở đây là chan, các bạn đóng chữ gì? Âm tiết thứ nhất là đúng. Được chưa? Như vậy chắc hai lần. Một lần theo phương pháp loại trừ, một lần thứ hai chúng ta suy ra xem ở đây đúng là âm tiết thứ nhất hay không. Rồi, tiếp tục. Như vậy các bạn câu 3 của các bạn là câu D. Được chưa? Các bạn chữa bài được chưa? Rồi. Các bạn có từ indenture. Indenture là gì? Có âm R đấy. R, âm R này không nhận trọng âm rồi. Đúng không ạ? Âm in. Âm in kia là âm tiền tố, có nhận trọng âm không? Không nhận trọng âm, đúng không ạ? Âm in này không nhận trọng âm rồi. Âm R không nhận trọng âm thì sinh ra âm trên này phải nhận trọng âm. Được chưa? Đó, chúng ta nhìn xem tất cả những cái từ này, từ nào nhận dễ nhanh nhất thì chúng ta làm. Được chưa? Các bạn nhìn xem từ determine của các bạn thì sao ạ? Determine các bạn có âm D là tiền tố không nhận trọng âm đúng không? Determine tiền tố D không nhận trọng âm. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có gì? Âm này. Determine tiền tố không nhận trọng âm. Các bạn để ý cái chữ tơ này này. Này người ta phát âm như này cơ. Ơ này là ơ hai chấm. Chứ không phải là ơ r. Đó cho nên trọng âm vẫn rơi vào cái chữ tơ này. Determine. Trọng âm rơi vào thứ hai. Departure. Đi để cũng không nhận trọng âm. Đúng không ạ? UR không nhận trọng âm. Rơi vào thứ hai. Departure. Như vậy đến đây các bạn sẽ có kết quả. Indenture. Determine âm tiết thứ hai, departure âm tiết thứ hai, đúng không? Như vậy chữ B sẽ là trường hợp đáp án khác. Như vậy B tại sao lại âm đáp án khác? Thì các bạn nhìn xem là furniture thì nó sẽ quy tắc nào? Furniture là danh từ, đúng không ạ? Thì sẽ là âm tiết thứ nhất. Thì đương nhiên là khác quá, thì UR là không nhận trọng âm rồi. Furniture danh từ trọng âm âm tiết thứ nhất, được chưa? Rồi tốt. Như vậy chúng ta sẽ có đáp án là câu B. Sơn Tùng ghi vào đáp án vào bài đi em. Đánh lên enter từng. Các bạn phải đánh lên cái trọng âm từng từ một nhé. Chứ không phải là cô đáp án B. Các bạn quanh tròn với B thì không được. Các bạn hiểu tại sao mình chọn B. Đúng không? Bởi vì indenture thứ hai, bởi vì determine âm tiết thứ hai là trọng âm. Departure cũng là nhiều lần nào. Nhớ mà có những cái như thế mình còn suy luận ra được. Đúng không? Chứ cô chữa mà các bạn không xem lại bài thì cũng bằng thừa. Bắt buộc phải về xem lại thật kỹ. Đặc biệt là đối với bạn Sơn Tùng là cô thấy là phần 2 bài 1 la mã 2 la mã là dạng bài đánh trọng âm ED này, phát âm ED này, rồi là phần bài trọng âm. Bắt đầu vào 10 bữa hôm trước là cô mới biết, thì cho nên là con phải cố gắng nhiều vào. Học cật lực vào, học chăm chỉ vào. Tiếp này, sang bài 2 chọn đáp án đúng. Cái này thường các bạn phải nhớ đến các cái phần phrase verb, đúng không ạ? Các câu đục, các cái câu mà mang tính chất là phrase verbs, các cái cụm cấu trúc để chia thời, chia thì đủ thứ, if, đúng không ạ? Rồi like, love, mind, rồi the weather, the would rather, prefer. Mới đây các bạn có câu đầu tiên luôn. Bài 3 la mã nào. You should take a sport and then you could get more exercise. Như vậy là gì ạ? Tức là gì? Hãy tham gia một cái môn. Cô cho đáp án là B ạ.
đi check in, B check up, đúng chưa? Khi mà các bạn đặt trả lời cho cô qua mạng, các bạn cố gắng nói em chọn B và up thì như thế nó rõ hơn là các bạn mỗi đọc cái phần cái từ letter thôi, đúng không? Như các bạn chọn B, chúng ta chọn check up là hãy tham gia một cái môn thể thao, check up ở đây bằng join, tham gia vào bằng check back in. Đấy, các bạn ghi cấu trúc vào đi ạ. Take up bằng join bằng take part in, được chưa? Là bằng tham gia vào cái gì? Tiếp theo câu này dễ rồi này, bạn nào làm cho cô nào? If I smoke, các bạn có gì? Would you mind if I smoke, được chưa? Ngại không nếu tôi hút thuốc, mang tính chất là xin phép. My sister likes sweets from chocolate. Sweets là kẹo làm từ chocolate, có nghĩa kẹo chocolate. Như vậy đây các bạn dùng gì ạ? Được làm từ making, các bạn dùng cho chủ động, đúng không ạ? Đó. Và đây mang tính có nghĩa là mà đi đấy ạ. Các bạn bạn chọn D là make hay là B là made? Có nghĩa cái này người ta phải kẹo phải được làm từ chứ không phải tự nhiên nó làm đâu. Make là chủ động thì không được, đây là dạng bị động. Kẹo này được làm từ chocolate, các bạn phải chọn B là made. Các bạn nhớ nhá, ở đây là dạng mang nghĩa là gì ạ? Bị động, được làm từ. Và bình thường người ta sẽ nói là sweet are made, nhưng người ta viết tắt đi, đúng không? Câu tỉ, câu lược đi thì các bạn sẽ rõ đây là câu bị động, được làm từ, đúng không ạ? Thì các bạn chọn B ở đây. Kẹo mà, thích cái kẹo mà kẹo này được làm từ, đáng nhẽ bình thường là gì ạ? Người ta phải nói đầy đủ là my sister likes sweets which are made from chocolate, đúng chưa? Và người ta lược bỏ đi, người ta không cần cho which are made nữa, người ta chỉ cần là which sweet made thôi. Và đây là câu dạng lược đi của mệnh đề quan hệ. Các bạn hiểu chưa? Minh cô hiểu chưa? Sơn Tùng nha, các bạn để ý cho cô những cái từ ví dụ ở đây này. Like rồi, my sister likes, thì đây like là động từ thứ nhất, sweet này mà được làm thì làm động từ thứ hai, cho nên đây là dạng câu mệnh lệnh và được lược bỏ đi thì nó sẽ còn là dạng bị động thôi, là sweet which are made, thì bây giờ là bằng sweet made from chocolate. Tiếp theo bất nào rồi, tôi thích cốt nhưng bây giờ tôi cực kỳ thích nhưng rõ ràng chả thích. Mấy cô cho đáp án là đi ạ. Đọc cả câu lên, đọc cả câu đi lên. I became used to like go. Các bạn nào ai là D, này. Used to thôi. Mấy người đọc D, didn't used to. Ở đây các bạn thấy D là didn't used to, đúng không ạ? Như vậy ai didn't used to, câu phủ định là đã từng không thích nhưng bây giờ rất thích, đúng không ạ? Các bạn ghi cho cô cấu trúc đã từng. Cấu trúc này nhiều, lần nào trong thi cũng gặp, đúng không ạ? Cấu trúc là gì ạ? To use, to b không, đã từng. Thế còn phủ định của nó sẽ là gì? Didn't use, to b không, đã không từng, phủ định mà. Thì mình xem cái từ use như một động từ bình thường, động từ chia d thôi. Didn't use, to b không, đã không từng, tức là đã từng không thích, đã từng không. Đấy, không làm gì. Rồi, như vậy đây quan trọng cho cô đáp án D. I hope can repair our car quickly. Nghề nghiệp là gì đây? Quan trọng đáp án nào, con nói lên cho cô nào. Sơn Tùng, Minh, cô Hương Giang, quan trọng gì nào? Minh cô chọn đáp án là A ạ. Rồi, mời bạn đọc lên. Minh cô khi nói A thì con phải nói luôn là A, đúng không ạ? Sơn Tùng chọn gì con? Con cũng chọn A, đúng không ạ? Rồi, A là mechanics. Như vậy sợ thợ máy thì mình có thể sửa được gì? Ô tô, được chưa? Rồi, number 10 nào. Hỏi fruits. Fruit đây là không đếm được, cho nên chọn động từ là gì ạ? Các bạn phải hỏi là gì? How much hay how many? How many thì nó đếm được, thì các bạn không chọn. How long là bao lâu không được. How often hỏi về thường tần suất, chúng ta chọn how much. The boy looks a little teen. Đúng không? Cái bạn trai này nhìn nhỏ nhắn. Nhưng mà làm sao? Rất là khỏe. Các bạn sẽ chọn gì đây ạ? Tôi chọn đi ạ. Yeah. Yes.
Các bạn khác chọn gì ạ? Mặc dù vậy, đúng không? Yet, em mang nghĩa mặc dù vậy. Yet, he's strong. Trông thì nhỏ bé, nhưng mà dù vậy anh ấy rất là khỏe. Yet. Rồi, come next. They inform that you are first candidate. Họ thông báo rằng bạn là thí sinh đầu tiên. The first somebody phỏng vấn, được phỏng vấn. Chứ còn to interview là gì? Mình đi phỏng vấn người khác. Thì mình sẽ không chọn cái này. The first candidate interviewing thì không được. Đúng không? Không có gì mà sau lại in luôn được cả. Interview động từ. Đây chúng ta sẽ chọn đáp án C. To be interviewed, được phỏng vấn. Bị động. The first. Các bạn ghi cho cô cấu trúc của dạng bị động ở đây. Đấy, thường chúng ta sẽ có cái dạng bị động đặc biệt. Cái này cho nằm trong cấu trúc bị động đặc biệt. The first. To be. Phân từ 2. Nha, có để ý là bị động. Dạng bị động. Ôi, cô chưa chữa câu 12. Được. Người đầu tiên được làm gì? Đấy, thì các bạn nhớ để ý cho cô the first to be phân từ 2. Rồi câu 12, the weather. Sam, so sánh hơn. Như vậy các bạn sẽ chọn là gì ạ? Thời tiết ngày hôm nay đẹp hơn. Đẹp hơn thì các bạn chọn là gì đây? To better thì không được, đây là khẳng định. Làm sao là quá, to ở đây mang nghĩa là gì? Quá nóng để tôi uống, là too hot for me to drink, mang nghĩa phủ định. So better, không được. Các bạn chọn cái gì ạ? Giữa very better và much better, các bạn chọn gì? Much. Đúng rồi, chọn much better, đẹp hơn nhiều. Câu 14 nào. Đây là các bạn gặp lại dạng câu mệnh đề quan hệ có who. Who ở đây bổ nghĩa cho Lisa, đúng không? Và cả cái mệnh đề là who you met this morning, đúng không? Người mà bạn gặp thì ở đây chính là cái who nó đọc ở đây. Who này có thể vừa là tân ngữ vừa là chủ ngữ. Thì vị trí của cái who này, các bạn cô nói thêm cho các bạn về cái mệnh đề quan hệ. Đúng không? Cả mệnh đề quan hệ là bao gồm who được gọi là đại từ quan hệ. Sau nó là cả một mệnh đề là có chủ có vị thì người ta gọi đấy là một mệnh đề. Mệnh đề là bao gồm cả chủ vị mà. Vậy who you met là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ đây là mệnh đề quan hệ gì? Có who ở đây được đặt là who you met thì chính là cái người mà you met đấy. Là who thì có nghĩa là vị trí của nó là tân ngữ. Đúng không? Đấy, thì khi bạn nhìn và nhận, các bạn nhận diện một câu một chút để cho chắc ngữ pháp. Thì người ta sẽ nói là gì? Đây chắc chắn là Lisa, người mà gặp sáng nay rồi. Mà cô ấy đã đi gì? On business so far, cho đến nay đã đi làm kinh tế kinh doanh rồi. Has gone on business so far. So far là tờ của gì? Nhận diện của thầy hiện tại hoàn thành là cho has gone. Đấy, e ở đây có nghĩa là bởi vì. Thì đây có nghĩa là gì ạ? It must be, đó hẳn là Lisa, đó có thể là Lisa. Đó không phải là không phải là Lisa, bởi vì là cô ấy đã đi kiểu làm công việc rồi. Cho đến nay đã đi rồi, tức là chưa về. Has gone đã đi nhưng chưa về. Còn ví dụ has been là đi nhưng về rồi. Còn đây là can't have been. Không thể là Lisa bởi vì cô đã đi rồi. Như vậy đây các bạn không thể chọn A và B được, đúng không ạ? Bởi vì là gì? Đã đi rồi thì làm sao gặp được? Có nghĩa là cái người mà sáng nay bạn gặp thì không thể đi xa được vì cô đã đi làm kinh tế rồi, đã đi công tác rồi. Thì còn giữa C và D quan chọn gì ạ? Quan chọn C, đúng không? Cấu trúc must have a been to. Must have been to là phỏng đoán cái gì đó trong quá khứ, đúng không ạ? Chắc hẳn không thể là. Đấy, các bạn ghi cho cô cấu trúc must have a động từ phân từ 2. Sự. Chắc hẳn điều gì đó trong quá khứ đã xảy ra. Được chưa? Must have a phân từ 2, chắc hẳn điều gì đó đã xảy ra. Rồi, các bạn chọn cho cô đoàn C. Can you tell me where? Where? Nơi mà gì ạ? Ở đây là dạng câu hỏi. Đấy, câu này bạn nào làm đúng nào? Câu này là phải làm đúng đấy nhá. Câu này không khó đâu mà nó chỉ hơi đánh lừa một chút thôi. Đây là câu hỏi rồi, người ta đảo can lên rồi. Thì mình có cần phải đảo trợ động từ lên nữa không? Không. Sau where này các bạn dùng một chủ một vị như bình thường. Đúng không ạ? Where she is chẳng hạn, where she does, where she gì đó, where she go thì
thì cái này chủ yếu động từ như bình thường. Cho nên là cái gì mà gọi đảo trợ động từ lên trước thì chúng ta sai, chọn sai luôn. Ishi là sai, dashi là sai, đúng chưa? Bởi vì người ta đã đảo khen lên rồi, không thể nào đây là các bạn cứ nhìn thấy câu hỏi các bạn chọn da thì chết, đúng chưa? Như đây các bạn chọn A và C, chọn gì nào? Hương Giang chữa nhanh nào. Sơn Tùng nào. Sơn Tùng Minh Cô chọn đáp án A. Rồi bạn Minh Cô. Con chọn đáp án này à? Rồi. Gì? Nhân đáp án là A ạ. À. Rồi thế tôi sẽ A ạ. Hai bạn Minh Quân với Sơn Tùng chẳng nghe thì cô hướng dẫn cả. Where thì khi mà các bạn hỏi where are you, bạn ở đâu? Thiếu chữ đáp án là C ạ. C ạ. Đúng không? Các bạn phải suy luận chứ. Where thì bình thường người ta hỏi where are you, bạn ở đâu? Đúng không? Bây giờ mình trả lời I am at home, I am at school. Thế vì tại sao các bạn đặt da lên da, nó phải có động từ bên không đằng sau chứ. Hỏi que, hỏi vị trí thì vị trí phải đi with to be để nói về một địa điểm là danh từ đằng sau chứ. Làm sao có động từ bên không đâu mà các bạn chọn da. Các bạn da một cái là các bạn phải sạch ngay từ đầu mới đúng. Đúng không? Thế vì chỉ là where she is đấy chứ. Bình thường mình hỏi là where is she. Thế bây giờ vì câu hỏi ở đây là đây là đại từ quan hệ. Các bạn để ý mà thực ra đây là chính là can you tell me, bạn có thể nói cho mình cô ấy ở đâu không, phải là where she is. Thế thì bây giờ she is at school, she is at my home. Chứ làm sao mà sau she is để còn động từ bên không được. Mà các bạn chia đu ra nhá, cho nên học này nguy hiểm lắm nhé. Các bạn học tập trung cho cô này. You have to work. Bạn phải làm việc gì đấy? For the coming exam. Tức là bạn phải ôn bài chăm chỉ vào cho kỳ thi sắp tới. Work gì? Hardly, more hard là sai rồi. Là sai rồi. Các bạn chọn gì đây ạ? Sau quốc này các bạn phải chọn một gì? Trạng từ. Trạng từ của các bạn chọn gì đây ạ? Con nghĩ ai ạ? Hardly. Các bạn sẽ chọn gì? You have to work hardly. Sorry các bạn. Các bạn không còn D cho cô. Đúng không ạ? Hát trong trường hợp này các bạn ghi cho cô một số các cái từ mà nó sẽ là vừa trạng từ vừa tính từ, nó vẫn giữ nguyên fast, đúng không? Trạng từ vẫn là fast, không cần đổi, không cần fastly. Hard cũng là hard, được chưa? Như vậy ở đây các bạn sẽ gì ạ? Nếu như mà có more thì các bạn không phải dùng là more hard được mà chỉ là harder, còn trạng từ sẽ hardly. Và đây các bạn sẽ gì ạ? Gạch cho cô, không thể là more hardly được. Hardly không dùng, mà các bạn sẽ chọn đáp án là D. To work hard, làm việc chăm chỉ. Hard more hardly là sai, vì nếu mà so sánh là chăm chỉ hơn thì phải harder. Đấy, cho nên đây là tại sao là C sai như thế. I saw her, tôi nhìn thấy cô ấy, làm sao? Cô ấy mà lại the flower in the garden, tức là đang tưới cây. Nhưng mà is watering thì không thể nào mà saw her is watering được. Bởi vì her này không thể làm chủ ngữ cho câu sau được. Nó là tân ngữ của câu trước rồi. Tôi nhìn thấy cô ấy đang làm gì. Đúng không? Be water là bị tưới cây thì không được. Đây là câu bị động sai. Câu D sai. Như vậy giữa A và B các bạn chọn gì ạ? Đấy, quay về lúc nãy một động từ thêm ing là dạng chủ động. Thêm SD là bị động. Vừa chữa câu trên xong các bạn ghi cho cô nào. Đây là cách rút gọn của mệnh đề quan hệ đấy, đúng không ạ? Đúng không? Động từ thêm ing các bạn ghi nghĩa là chủ động. Tức là cô ấy tưới cây, chứ không phải là cô được tưới đâu. Đúng không? Thì đây là gì? Water là bị động. Đúng chưa? Như vậy các bạn chọn cho cô đáp án là gì em? Cô chọn đáp án là A, watering. Watering. Được chưa? Cái này nếu viết đầy đủ ra, ta sẽ viết là gì? I saw her. Đúng không? Comma phải she is watering chẳng hạn. Đúng không? Thì người ta bỏ cái she is watering đi. Người ta chỉ còn mỗi watering là cái người mà đang tưới cây. Rồi, they had their luggage. À, đấy, bây giờ các bạn lại có cái công thức này nữa. Bạn ghi bài vào nha. Have, cấu trúc have somebody do something. Có ai làm gì? Là mình có người nào làm cho mình việc gì đó thì mình dùng cấu trúc này. Có
ai, làm gì. Được chưa? Đấy, và chuyển sang dạng câu bị động. Bây giờ mình là gì? Có người ta làm thì cái có người khác làm cho mình việc gì thì cái việc đó được làm. Đúng không? Thì phải là gì ạ? Câu bị động. Chuyển sang câu bị động nhá. Sẽ là gì? Hai phần something done. Đâu đó các bạn đã làm cái bài dạng như này rồi đúng không? Done là phân từ 2 đấy. Còn đây là dạng chủ động. Chủ động là có người khác làm cho mình. Còn bị động là gì? Mình có cái gì được làm. Have something done. Như vậy đây mình xem nó dạng câu chủ động hay bị động. Have the luggage. Họ có cái hành lý của họ được. Đúng không? Được kê bác bởi the porter. Như vậy đây các bạn chọn cấu trúc gì? Have something done thôi. Done ở đây là phân từ 2 đấy. Có nghĩa là đi carry. Rồi, phân từ 2. Các bạn sẽ có là gì ạ? Chọn phân từ 2 của từ carry thôi, đúng không ạ? Rất đơn giản. Thì các bạn xác định được dạng have something done. Tại vì something đây là sell luggage, là cái hành lý của họ thì phải là done. Done thì làm gì? Không thể là to được, không thể là in rồi, không thể là carry với không được, chỉ còn D thôi. Vậy phân từ 2. Câu 19. She often spends her weekend. Câu này quá dễ rồi. Câu này các bạn nhớ đến công thức nào của cô đây ạ? Spend gì? Spend time. Mất bao nhiêu lâu để làm gì? Spend time verb in. Đúng không? Sau spend các bạn dùng động từ thêm in. Tôi mất 2 tiếng để học tiếng Anh ngày hôm nay thì các bạn nói thế nào? I spend 2 hours learning English. Đúng không ạ? Thì cái learning này là phải thêm in. Mất bao lâu để làm gì? Các bạn ghi vào nhá. Rồi như vậy đây các bạn dễ dàng rồi. Chọn đáp án gì đây ạ? Câu này các bạn phải dùng một động từ thêm in. Đúng không ạ? Travel không in sai. To travel sai. To traveling là càng xa. Quan trọng B. Traveling. Tức là cô ấy đã dành ra một tuần, cả tuần của mình để đi du lịch. Rồi bây giờ chọn từ mistake. Mistake của các bạn đây. Lam seem happily. Câu này đã sai lắm rồi đây này. Dường như là Lam đã rất là hạnh phúc khi mà nhận được cái thư của mấy bác họ, cô họ. Các bạn ghi cho cô cấu trúc nào. Một số các động từ mà sau đó chỉ dùng tính từ thôi. Find somebody attractive, đúng không? Make somebody attractive. Seem somebody, đúng không? Something. Thì sau đấy các bạn phải dùng một tính từ attractive. Ví dụ như là I find, cô ghi cả cô ví dụ nhá. I found reading books, tôi nhận ra, đúng không? Cấu trúc I find something attractive mà. I found reading books, tôi nhận ra đọc sách rất là thú vị, interesting chẳng hạn. Được chưa? Tiếp cô lại có cấu trúc make somebody attractive. You make me happy, đúng không? Thì có phải sau make các bạn dùng gì? Make somebody make you happy. Sau đó các bạn dùng tính từ. Tiếp tục các bạn dùng seem. Seem sau seem các bạn cũng dùng tính từ, ví dụ you seem thì phải là happy. Được chưa? Như vậy các bạn có 3 cái động từ mà thường xuyên đi kèm với nó là đằng sau nó là tính từ luôn. Find somebody attractive, make somebody attractive, seem somebody attractive. Như vậy câu này sai ở đâu đây? Các bạn chữa bài cho cô nào. Như cô nào. Lan seem happy. Sao ở B là D là đọc rõ. B là gì? D là gì? Sao nào? Sao ở đâu? Sao ở B ạ? Happily. Đổi thành gì? Đổi thành happy. Các bạn chữa bài đọc chữ cái và đọc từ sai đấy lên để cho rõ đúng không? Sai ở B, happily và đổi thành happy. Đúng chưa? Trả lời rõ ràng như vậy cho Minh Viên. Tiếp tục câu 21. Sau sinh bạn dùng tính từ mà, còn happily là trạng từ rồi, đúng không? Nên chúng ta xài đó. My brother didn't have enough money. Money enough, đây là money enough to buy the dictionary he liked. Không đủ tiền để mua cái quyển từ điển mà anh thích. Như vậy các bạn lại có cấu trúc gì? Enough. Bạn nào nhớ được cho cô cấu trúc enough như nào nào? Hương Giang đọc xem nào, hôm trước trước khi cái buổi thi trước cô đã có đúng không? Hương Giang là bạn học cả cái khóa 10 buổi trước của cô, cho nên là còn nhớ cấu trúc enough không ạ? Về to be gì đây Hương Giang? Có enough thì phải là tính từ đúng không ạ? Attractive. To be attractive. Đó, hoặc là gì? Danh từ. Sau đó mới đến enough. For somebody nếu có.
tu về không, đúng không? Có nghĩa là đủ cho ai làm gì, đủ để làm gì. Ví dụ như để tuổi để lái xe, mình đủ tuổi để lái xe, các bạn nói nào? I am to be là am đúng không? Oh, đủ già cái đủ tuổi đấy. I am old enough to drive, được chưa? Đấy, ví dụ cô nói là I am, hoặc là she is old enough to drive. She is old enough. Như cô ấy chọn đáp án là be money enough. Thì chuyển thành enough money. Vì là gì, danh từ nó phải đứng trước enough, mà đây người ta cho là gì, đứng sau. Chỗ này các bạn đổi thành enough money. Được chưa? Các bạn ghi ở công thức nhé. Quan trọng các bạn nhớ công thức vì nó sẽ lặp đi được lại trong đề thi của các bạn. Câu 22. We should put the coffee table among the armchairs and. Among có dùng giữa and không? Mà mình phải dùng among này thay bằng cái gì ạ các bạn? Giữa hai đồ vật thì chúng ta dùng gì? Among là giữa nhiều người. Giữa tôi giữa 10 người thì các bạn dùng among. Nhưng mà tôi giữa hai người các bạn dùng từ gì? Sơn Tùng. Con thưa cô là con thưa among. Dùng gì nào? Between, đúng không? Between giữa hai người thì các bạn dùng between chứ còn dùng gì nữa? Đúng không? Between là giữa, nhưng mà giữa hai người, còn among là giữa, nhưng mà giữa nhiều người. Rồi, chữa bài vào đi ạ. Bạn Phạm Hương Giang còn trong lớp đây, Hương Giang. Hương Giang. Là cô. Ờ, sau này thấy học không thấy phát biểu sôi nổi vậy. Có hiểu bài không? Các bạn cố gắng chủ động đó. Thì nó sẽ, các bạn sẽ thêm nhớ đề nhé. Đó, chứ đừng học bị động mà học thì là sẽ không nhớ đề đâu. Khi mà cô nói, các bạn phải cố gắng nói lên là cái đáp án của mình sai đúng thì các bạn nên có thể là gì làm tốt đề sau được. Mở mic lên nói sôi nổi đáp án của mình lên. Được chưa ạ? Rồi tiếp theo, bài này người ta cho từ ABC rồi, quan trọng là choose the best answers. The Vietnamese are known to be polite. Người Việt Nam được biết đến những người rất là lịch sự, đúng không? Hiếu khách, hospitable and sensitive, nhạy cảm. They have a cultural and friendly, đúng không? Friendly gì? Như vậy đây là có cultural, là có friendly là đặc tính từ rồi. Thì các bạn phải điểm một danh từ đằng sau, đúng không ạ? Cultural and friendly. À, họ có một cái gì đó cultural and friendly nè. Traditional, traditional danh từ này. Truyền thống là official, cultural and manner. They rather friendship as being very important throughout one's life. Coi như tình bạn, họ đề cập đến tình bạn, bạn bè như là rất là quan trọng trong cuộc sống, đúng không? They are always open to visits from friends, thường xuyên đi thăm hỏi bạn bè. Drop ins là gì? Đi thăm. Visits are welcome. The Vietnamese are very, sau very còn dùng một tính từ to their family. When they, à, they gì đó, giữa này các bạn phải điểm một động từ rồi đúng không? You a gift. The Việt khi mà tặng quà, the Vietnamese will usually speak tighter about it. Speak lighter, tức là nói những lời hay đẹp về cái món quà đó. Even though, thậm chí, it is an expensive gift. À, đó là món quà đắt tiền. They may pretend it is of no great monetary values, nó cũng không đề cập đến về giá trị về vật chất, đúng không? 4,000 years of civilization, với 4,000, đúng không? 4,000 năm của dân số gì đấy. The Vietnamese are proud people who like to reside to meet to mountains, and there are descendants of an angel and dragons. Là tức người Việt Nam rất là tự hào là người mà sao, đúng không, hướng đến những cái gì đó về tổ tiên, đúng không, rất là truyền thống, rất là văn hóa. If you happen to be in their homes, nếu như mà gì ạ, at a meal time, the Vietnamese will probably to sit down and share whatever food, đúng không, nếu như mà bạn
có được trong ở trong cái gia đình của họ, một cái bữa ăn của người Việt Nam sẽ chắc chắn có cái gì đó mời bạn ngồi hoặc làm gì và chia sẻ cho bạn những cái món ăn, tức là cấp thức ăn mời bạn. Let them know that you enjoy their course. Hãy để cho họ cảm nhận được là bạn thích ăn món ăn đó như thế nào. Is one way là một cách để gì xây dựng cái mối quan hệ tốt đẹp, tức là hãy khen cái món ăn mà họ đã mời mình ăn trong cái bữa cơm gia đình, đúng chưa? Rồi các bạn hãy làm bài cho cô đi nào. Tập trung làm bài đi nha.
nó sẽ chữa bài này các em nhé. Nó sẽ có là gì ạ? Câu 1, câu 23 các bạn chuyển gì ạ? They have a cultural and friendly. Tức là có chỗ này thì các bạn sẽ chọn tradition, feature, culture and manner. Trong này manner các bạn có nghĩa là gì ạ? Cách thức, phương thức. Tức là họ sẽ có cái cách thức rất là gì ạ? Thoải mái nhưng mà cũng rất là thân thiện, đúng không? Trong cái việc mà đón tiếp mọi người. Culture là văn hóa. Đây các bạn đọc qua cả bài để lấy ý rồi. Cũng là cách đến nhà chơi, mời khách, đúng không? Bạn bè. Thì chúng ta trong này các bạn sẽ chọn là gì? Đáp án là D, manner. Rồi các cái phương thức, các cái cách, danh từ manner, have a cultural and friendly manner. They regard friendship as being very important throughout one's life. They are very open with this friend, drop in visits and welcome the Vietnamese are very, very close. Hay là close, đều là ý ấy thôi, đều là close. Các bạn chọn gì ạ? Close. À, các bạn chọn là gì ạ? Close thôi, đúng không? Close các bạn chọn không phải closing. Không phải là being close, giữa C và A các bạn chọn gì ạ? A. Rồi, close. Tính từ. Đấy, rất là thân thiện, gần gũi đúng không ạ? When they give you. When they give you. I give. Đúng rồi, quan trọng từ give, tặng quà. Rồi. Rồi, câu tiếp theo. Even though it is an expensive gift, they may pretend it is of no great monetary values. Đấy, tức là gì ạ? Tiếp tục câu số 26. 4,000 years of civilizations. Quan trọng gì? With a. Rồi, với 4,000 năm. Đây là 4,000 năm. Civilization là 4,000 năm cho cái sự lịch sử văn minh. Đúng không? 4,000 năm văn minh. Thì đây quan sẽ có gì? With. Đúng không? With 4,000 years. If you happen into the Vietnamese, the Vietnamese will probably. Câu 27 quan chọn gì ạ? Require you to sit down. Yêu cầu thì không được, không được lịch sử lắm, đúng không? Speak thì các bạn sẽ giữa A và D, quan chọn gì ạ? Invite, đúng không? Các bạn sẽ có cấu trúc là invite somebody to do something. Mời ai làm gì? Con ghi cấu trúc vào. Invite somebody to với không? Mời ai làm gì? Được chưa ạ? Rồi. Tiếp theo này. Every year people in many countries learn English. Nghe nói đến việc học tiếng Anh đây. Some of them are young children. Others are teenagers. Many are adults. Some learn at school. Others study by themselves. Một số người thì học ở trường, một số người thì tự học. By themselves là tự học. A few learn English just by hearing the language in the films. Một số khác học bằng cách nghe phim, xem phim ảnh, on television, in the office, or among their friends, học từ người bạn. Most people must work hard. Hầu hết mọi người đều phải làm sao? Học tập chăm chỉ to learn English. Why do all these people learn English? Tại sao mọi người học tiếng Anh? Cái này con để ý nhá. It is not difficult to answer this question. Không khó để trả lời câu hỏi này. Đấy, khi mà sau này các bạn thi vào đâu mà người ta nói tại sao phải học tiếng Anh, tầm quan trọng của tiếng Anh, các bạn có thể lấy cái ý này ra để biết. Many boys and girls learn English at school because it is one of their subjects. Thứ nhất đó là môn học ở trường. Many adults, nhiều những người lớn tuổi, learn English because it is useful for their work. Đúng không? Hữu dụng cho họ đi làm. Teenager, những người trẻ tuổi, often learn English for their higher study. Cho học tập cao hơn, ví dụ học đại học, học thạc sĩ. Because some of their books are in English. Bởi vì some of the books, tức là một số những sách vở họ được viết bằng tiếng Anh. As a college or university, ở trường cao đẳng đại học. Other people learn English because they want to read newspaper or magazines in English. Đọc sách báo, tạp chí bằng tiếng Anh. Thế chúng ta trả lời câu hỏi này ra sao nào? According to the writer, English is learned by. They all are correct. All are correct, tức là young children, adults and teenagers. 29. In the line 2, the second part, the word is referred to it này. I took number C, English. Rồi, ít ở đây cho chữ English luôn. Được chưa nào? 30, where do many boys and girls learn English? Tại sao nào? Number B, a school. Ở đâu mà boys and girls, chúng ta nhìn lại câu đấy nhá. Boys and girls chỗ nào đây ạ?
Many boys and girls learn English at school, đúng không? Đây, câu này many boys and girls are learning English at school. Như vậy các bạn sẽ có là gì ạ? At school. Rồi, bài 1 to why to adjust learn English. Đó, why to adjust learn English? Because they want to see movies, want to see movie đúng không? Không học từ phim ảnh nhưng mà want to see. Những người có tuổi rồi học tại sao ạ? Because it is useful for their work. Đúng không? Đây câu này it is useful for their work. Các bạn chọn gì đây ạ? Because they need it for their job, được chưa? Rồi, chúng ta chọn B. Tiếp tục câu 32 nè. What of the following is not mentioned, không được đề cập đến đoạn trên thì là đâu đoạn nào này? Children like reading English newspaper. People in many countries learn English, câu này có đúng không ạ? English is one of the đáp án là A, children like reading English. Đáp án là A vì trẻ con thích đọc tạp chí tiếng Anh thì không có đề cập. Đúng không? Mà đây là gì? Bởi vì họ muốn đọc thôi chứ không phải thích. Ở các sáng tiếp câu cuối cùng, câu bài 3 nè. À, đây là câu cảm thán. Đúng không? Câu cảm thán các sẽ có công thức nào đây ạ? Các sẽ có hai cách viết. Một cách viết bằng từ what, một cách viết bằng từ how. Còn ghi lại công thức what thì bao giờ các bạn cũng có a. What a, adjective cộng với lại tính từ. Được chưa? Đúng không? Thì bằng với lại how. How thì các bạn mới lại gì? How à, phải có danh từ này, xong lại tính từ đằng trước với câu cảm thán chứ không được đảo to be lên trước đâu nhá. How beautiful you are chẳng hạn, phải là how gì ạ? How adjective á, đưa cái lời tính từ đằng sau how luôn. Còn danh từ thì đi với what, tính từ đi với how. How beautiful phải trước này phải có danh từ xong mới to be ở đây, đúng không ạ? Đó, ví dụ cô có câu gì ạ? What beautiful girl. Cô gái xinh đẹp thế, đúng không ạ? Thì sẽ bằng là câu gì? How đảo beautiful lên. How beautiful. Đúng không? How beautiful the girl is. Đó. Được chưa? Rồi, it's okay. Thì chỗ này các sẽ đảo viết thành câu gì đây các em? How gì? How tính từ đây là gì? How luxurious, đúng không? The car is. Rồi. How luxurious the car is. Được chưa? Câu chấm than. Chưa? How luxurious the car is. Câu sau này lại rất dễ rồi. Câu sau bạn nào nào nhớ lại cho cô công thức nào. It là chủ ngữ giả đúng không? Thường đi mới take, take phải thêm sc. Vì đây là câu mệnh lệnh, à, câu chủ ngữ giả thì take chia theo it là take số vs. It takes somebody, mất của ai, bao lâu, time. Time ở đây không có nghĩa lúc nào nó tự time mà nó là bao nhiêu lâu. One hour, two hour, one week là times. To với không. Được chưa? To với không thì sẽ bằng là gì ạ? Đúng không? Chủ ngữ nào? Ra một cái ao à? I spend an hour doing my homework every evening. Đúng rồi. Câu somebody time thì sẽ bằng cấu trúc chủ ngữ cộng spend. Đúng không? Spend time. Mất bao lâu? Verb in để làm gì? Ví dụ, it takes me one hour to learn English. Mất của tôi một tiếng học tiếng Anh. Every day, mỗi ngày. Thì bằng với cấu trúc I spend one hour learning English every day. Đúng chưa? Như vậy câu này bạn Tùng nhắc lại cho cô, câu 34 là chúng ta làm nào nào. It takes me one hour to do my homework thì bằng gì? I spend an hour to do my homework every evening. Rồi spend có dùng to được không? Cô nói spend one hour thì phải là verb in mà. Ừ thì nói lại I spend thì an hour to doing doing my homework every evening. Đơn giản đọc lại cho cô nào. I spend an hour. Hương Giang doing my. Hương Giang đọc lại nào. Homework every evening. I spend an hour doing my homework every evening. Các bạn để ý nhé. Đúng cấu trúc đúng chưa nào?
Take này, somebody này, là me này, an hour là time này, to với không này, to do, được chưa? Dưới này có cấu trúc spend này, time là an hour này, doing luôn, được chưa? Doing my homework every day. Doing cả thêm cái y vào. Được chưa nào? Rồi, tiếp, câu 35. He hasn't come back to his home village for over 20 years now. Tức là đã không quay trở về làng, ngôi làng quê hương của mình cho đến nay là được 20 năm rồi. Như vậy các bạn biết là it is 20 years since he has came back to his home village. Thế nào bạn nào anh nghe này nhỉ? Anh ấy đã không trở về được 20 năm có nghĩa là gì ạ? Là it is 20 years. Đúng không? Không là last time. Yeah, it is 20 years since he had came back to his home village. Yeah, kể nghĩa là đã 20 năm kể từ anh ấy thăm quê hương của mình. Đúng rồi, xin kể từ khi thăm quê hương của mình, đúng không ạ? Tại sao ta lại câu này xem nào? Câu này chúng ta sẽ viết như nào đây? Các bạn sẽ nhớ lại cho cô cách viết đổi giữa thời hiện tại hoàn thành với quá khứ hoặc ngược lại cách dùng for và since cùng là hiện tại hoàn thành. Như vậy đây các bạn sẽ biến đổi là gì? It is over, hơn mà các bạn phải giữ nguyên từ over nhé, chứ không phải có mỗi 20 đâu. Over years, hơn 20 năm rồi. It is over 20 years since, kể từ khi, đúng không? Thì chỗ này các bạn sau since các bạn dùng gì? Quá khứ, đúng không? For thì các bạn dùng lượng, mà since các bạn dùng mốc. Mốc ở đây có nghĩa là thời quá khứ. Since he came thì rõ ràng bình thường nó là hasn't come, thì các bạn dùng for là lượng cả một cái quãng thời gian đến anh không quay trở lại, thì có nghĩa là đã 20 năm rồi kể từ khi anh ấy quay trở lại, tức là cái lần cuối cùng anh quay trở lại đấy. Thì cái này since he came back về to his home village, được chưa ạ? Thế thôi. Cô mời bạn Xuân Tùng đọc lại nào. It is over 20 years since he came back to his hometown. Đọc thuộc câu này nhé. Đi thi là hay gặp lắm. Tùng đọc lại xem nào. Dạ là tự nhiên màn hình của cô đang bị làm sao nhỉ? Đây con đọc lại đi. It is over 20. It is over 20 years since he came back to his home village. Đúng rồi. Các đấy cho cô 36 nào, cô 36 còn nhớ ngay câu gì ạ các bạn ơi? Người ta câu trực tiếp, các bạn phải đổi thành câu gì? Gián tiếp, đúng không? Gián tiếp là indirect hoặc là câu report. Là câu gì ạ? Câu gián tiếp report speech. Câu này bạn là gì nhỉ? Bạn Tùng đã được học trước đây cho em. Con đã học trước đây chưa? Hả? Dạ rồi ạ. Rồi, report dạng khẳng định và dạng câu kể. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có 3 loại câu report, câu trực tiếp gián tiếp. Một là câu khẳng định, dạng câu kể. Thì các bạn lùi sang, các bạn phải đổi cái gì? Mấy cái đổi nào? Đổi chủ ngữ, đúng không ạ? Đổi gì? Đổi trạng ngữ. Và lùi gì? Lùi thời. Đúng không? Còn câu hỏi với do đa đức đảo lên thì các bạn phải thay do đa đức yes no question thành if. Sau đó giữ nguyên mệnh đề đằng sau ở dạng câu khẳng định và lùi thời. Đấy, còn lại nếu như câu mệnh lệnh thì các bạn phải dùng cấu trúc ask somebody, tell somebody, want somebody to do, phải không? Bây giờ chúng ta nhìn đây có đầy đủ chủ bị thì có nghĩa là câu gì? Câu khẳng định, chúng ta phải đổi trạng ngữ, đổi chủ ngữ và lùi thời. Như vậy chúng ta phải đổi những cái gì ở đây ạ? Đổi it, đổi y là lùi thời. Đúng không? Outside thì không phải là gì, chúng ta giữ nguyên, không có zip khác gì cả, không phải đổi. Làm câu này như nào đây ạ? Các bạn đọc cho cô. Đọc nhanh nào, không quá giờ chưa rồi. Rồi, it's ok. Bạn Dương Gian đọc thế nào? Mindset gì? It là ngôi thứ ba thì giữ nguyên đúng không ạ? Chủ ngữ ở đây không phải đổi nữa.
It was rainy, raining heavily, heavily gì nhỉ? Outside, được chưa? Mary said it was raining heavy outside. Như vậy đây có it là ngôi thứ ba không cần đổi. Nếu như it mà chủ ngữ của họ là ai gọi là you thì chúng ta phải đổi hết. Rồi, được chưa? Câu cuối cùng, à, bài cuối cùng các bạn làm nhanh cho cô nào. Viết là cô đã làm luôn. Bài của cô 37. You can have a box of ice cream and have a you can have a box of ice cream and fruit for dessert. Rồi, như vậy đây các bạn dùng box, box something and something. Và có cùng trong cụm là you gì? You can. Cho nên mình không tiếp tục. Cô 38. You can have a box. Box cái gì ạ? Ice cream. Có thể có cả hai. Ice cream, dessert, món tráng miệng, dessert, and fruit. Thế thôi. Cùng chung have rồi. Không phải nhắc lại được từ nữa. Các bạn ghi bài cẩn thận vào trong vở nhá. Không được chủ quan nhá. Ghi bài trong vở đi. You can have a box ice cream, desserts, and fruits. Câu 38 này, chúng ta có điều kiện là if. If ở đây mà là nhìn cái câu quá khứ rồi, thì đây rõ ràng phải là câu điều kiện không thật ở quá khứ. If là nếu mà, nếu thì phải giả định một cái gì đó ngược với hiện tại hoặc ngược với quá khứ. Còn nếu mà câu điều kiện có thật ở hiện tại thì chúng ta lại chia là điều kiện 1. Đúng không? Với cũng có thì will và will không. Còn điều kiện không thật ở hiện tại chia would và will không. Không thật ở quá khứ thì làm sao ạ? Đây chính là câu điều kiện 3. Các bạn học được câu điều kiện 3 chưa? Cái này khó nha. Người ta nhắc đến câu điều kiện 3 là điều kiện không thật ở quá khứ. Con ghi gì ạ? Không thật ở quá khứ. Thì các bạn sẽ có vế là gì? Vế if các bạn phải chia là gì? Quá khứ hoàn thành. Thấy chưa? Còn vế kia thì các bạn sẽ có chủ ngữ cộng gì? Good. Nó liên quan đến rất nhiều thời hiện tại thành good. Sau good là động từ nguyên thể là have cộng động từ phân từ 2. Đấy là câu điều kiện 3, không thật ở quá khứ. Còn điều kiện 1, điều kiện 2 các bạn học rồi đúng không? Điều kiện 1 là có thật ở hiện tại, điều kiện 2 là không thật ở hiện tại. Còn điều kiện 3 là không thật ở quá khứ. Bây giờ chúng ta nhìn thấy didn't work là không thật ở quá khứ rồi. Làm cho cô nào. Bạn Hương, dạ, bạn Hương Giang làm xem nào. Hương Giang. If Tom bạn đưa ra làm được không ạ? Không, chưa nghĩ ra. Hả? Chưa nghĩ ra? Biết áp dụng vào thôi. Bây giờ người ta nói là Tom đã không làm việc chăm chỉ vì vậy anh đã trượt kỳ thi. Như vậy nếu mà gì anh học chăm chỉ thì anh đã đỗ. Nhưng đây là mình nếu là mình giả định một cái điều mà nó đã xảy ra trong quá khứ rồi. Trong quá khứ là anh có đâu không học chăm chỉ không? Không, anh lười, anh không học chăm chỉ đây này. Đơn quốc này, anh đã trượt rồi, bây giờ mình mới giả định lại. Nếu anh học chăm thì anh sẽ không bị trượt. Đúng không? Thì đấy gọi là không thật ở quá khứ vì bản thân quá khứ đã học gì, lười học rồi, không chăm rồi. Bây giờ mình cũng ngược lại là nếu anh ấy chăm, nếu chăm thì mình nói nào Hương Giang? If gì? Theo đúng công thức thôi, quá khứ hoàn thành của đơn quốc. Worked là quá khứ thì quá khứ hoàn thành là had worked hard, đúng không? Như vậy là if Tom had worked hard, comma phải he wouldn't, bây giờ chỗ này phải thành phủ định thôi, anh ấy sẽ không bị trượt. He wouldn't have a, phân từ hai của fail vẫn là fail, fail the exam. Được chưa? Đọc. Rồi. Chúng ta hoặc là dùng, nhưng mà chúng ta vẫn dùng nguyên động từ thì nó phù hợp hơn, nguyên động từ của câu đó. Bạn Minh Khôi đọc lại xem nào. If Tom had worked hard, he wouldn't have failed the exam. Rồi, con ý nhá. Và hai cái câu này mình để if ở đứng đầu bao giờ cũng có dấu phẩy. If Tom had worked hard tức là mình ngược lại so với quá khứ là học không chăm, thì bây giờ ngược lại sẽ là học chăm. If Tom had worked và mình áp dụng công thức quá khứ hoàn thành là had phần thứ hai, had worked and had he would, đúng không? Have, xong mới cho động từ phân thứ hai vào fail, thì ở đây phải là không chỗ không trượt chứ. Nếu học chăm thì không trượt vì bao giờ nó bị ngược lại so với câu người ta cho. Câu cho là trượt thì bây giờ sẽ là không trượt.
He wouldn't have failed the exam. Đó, được chưa nào? Bạn Sơn Tùng đọc lại câu này cô xem. Rồi, bây giờ câu tiếp, câu tiếp là câu Zermo. You have many shops here. Rất nhiều kỹ năng, càng có nhiều kỹ năng mềm thì bạn còn có. The more you have a many soft skills, the more you will have a many chance to get a job. The more you have a many soft skills. Đấy, comma. The more you will have a... Đó, the more you have... Bỏ cái chữ many kia vì nó cùng là the more rồi. You have a chance. To get that job. Được chưa? The more you have many shop skills, the more you will have chance to get the job. Được chưa? Rồi, come next, câu 40 nè. She was very tired. She couldn't stand up. She was, she was so tired to stand up. Rồi.